chủ nhật ngày thứ bảy của chương trình rồi. Và bây giờ mình đang trên đường đi tới một nhà hàng để có bữa ăn trưa với các bạn cùng lớp mình. Sáng nay thì mình đã hoàn thành lần cardio đầu tiên 40 phút. Vẫn nhớ là ngày nghỉ 2 lần cardio, mỗi lần 40 phút. Và trong những lần cardio này thì hãy nhớ là chúng ta hãy giữ nhịp tim của chúng ta luôn ở mức 70-80% nhịp tim max. Còn hôm nay mình muốn nói với các bạn là như bây giờ mình đang đi này, thì mặc dù mình trong chế độ ăn của mình thì mình vẫn cho phép mình bản thân mình ra ngoài giao lưu với mọi người. Mình nghĩ là cái chế độ ăn của chúng ta rất quan trọng, nhưng mà những cái người xung quanh chúng ta, những cái mối quan hệ của chúng ta trong cuộc sống cũng quan trọng không kém. Điều đó không có nghĩa là mình bảo các bạn là nên đi ăn hàng suốt ngày, nhưng cũng đừng nhốt mình trong phòng với những cái hộp đồ ăn. Hãy ra ngoài giao lưu, học hỏi mọi người. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ phá vỡ cái chế độ ăn của chúng ta. Hãy học cách kiểm soát nó. Mỗi cái nhà hàng mà bạn đến ấy thì nó đều có thể order được những cái đồ ăn mà phù hợp với chương trình tập của chúng ta. Vậy nên là cuối tuần hãy cho phép bản thân ra ngoài thưởng thức không khí trong lành. Nhưng hôm nay trời mưa chẳng hạn, cũng là trong lành phết. Đấy, thưởng thức không khí trong lành rồi giao lưu học hỏi với bạn bè, giữ những mối quan hệ đó. Hay thì chỉ đơn giản là thưởng cho bản thân một bữa ăn gọi là thư giãn sau một tuần chiến đấu chẳng hạn. Hãy biết cân bằng cuộc sống của chúng ta thì chúng ta mới đi xa hơn được. Còn ngày mai sẽ là ngày tập đầu tiên của tuần thứ hai, và sẽ có rất nhiều thay đổi từ chế độ ăn cho đến chương trình tập của chúng ta. Vậy nên đừng quên quay lại vào ngày mai để cập nhật những cái thay đổi đó, đồng thời chiến đấu lưng xô và bóp chiếc với mình. Xin chào và hẹn gặp lại.